Chào mừng quý thầy cô, chào các em. Quay trở lại với tiết học ngày hôm nay. Bây giờ đến phần điệp ngữ. Một là mã điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ. Sao ví dụ cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Khăn thương nhờ ai, khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhờ ai phần vật trình bày đây. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhỉ, cục cục tắc cục tắc. Nghe sao động núi chưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Ví dụ hai, cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà, vì tiếng gà cục tác ổ trứng hồng tuổi thơ. Từ vì ở đây cần được lặp lại 4 lần. Chưa ngủ là lặp lại 2 lần. Cụm từ khăn thương nhớ ai được lặp lại 3 lần. Một câu. Từng nghe nhấn mạnh cảm giác của người lính khi nghe tiếng gà chưa? Từ vì nhấn mạnh nguyên nhân chiến đấu của người chiến sĩ. Cụm từ chưa ngủ nhấn mạnh tâm trạng lo lắng, thao thức trằn trọc của bác. Câu khăn thương nhớ ai nhấn mạnh nỗi nhớ da diết dành cho người yêu thương của nhân vật trữ tình. Tác dụng chung để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ hay câu
nhằm làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Cách lặp lại như vậy gọi là phép điệp ngữ, từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ. Trò chơi trốn tìm. Bóng che xanh của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình chùa cổ kính. Bóng che xanh ta giữ gìn nền văn hóa lâu đời. Okay. Đã từ lâu đời người dân cày Việt Nam dựng nhà dựng cửa à. Điệp ngữ là một cụm từ tác dụng nhấn mạnh nền văn hóa Việt Nam ta có mối quan hệ mật thiết với bóng tre. Tre chính là biểu tượng văn hóa của người Việt. Và tìm điệp ngữ trong mỗi ví dụ sau. Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Cô tên Tiên Liêng, thành gọi Bác 3 lần. Ngữ là một câu thơ, tác dụng nhấn mạnh sự xúc động của anh Trỗi về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chúng ta tìm từ ngữ được lặp lại trong các trong hai đoạn văn sau. Cách lặp lại từ ngữ trong hai đoạn văn có gì khác nhau? Từ đó thì em rút ra được nhiều ý gì? Đoạn văn 1, lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhổ được nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên mà có hơi rượu mạnh. Đoạn văn 2 là em rất yêu khu phố nơi em sinh sống, khu phố có nhiều thứ em yêu con đường dẫn vào khu phố, em cũng yêu những cây to trong khu phố, em yêu cả những con người trong khu phố. Đoạn 1, đoạn văn 1 và văn 2. Ngữ lặp lại. Yêu là từ yêu là điệp ngữ. Nhập lại có chú ý. Có tác dụng làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh, có giá trị biểu cảm. Cần phân biệt nhé. Hình nội dung là từ. Tự yêu em, khu phố là lỗi lặp lại là từ. Lặp lại một cách vô thức. Làm câu văn lục cục không có ý, không có giá trị biểu cảm. Chúng ta có chú ý là phải cần phân biệt được phép điệp ngữ với hiện tượng lặp từ. Một loại lỗi mà các em thường gặp phải từ nhiều là các dạng điệp ngữ tìm hiểu ví dụ trên đường hành quân xa này, ở trên chấm nhỏ để tìm gà gáy sao nắng chưa.
Đây ví dụ một là vị trí đặc điểm. Từ rất lâu, ăn xanh, tưởng em. Lặp lại ở vị trí liên tiếp kể sau nhau. Từ thấy, ngàn, dâu. Ở cuối câu trước, lặp lại câu đầu. Tất cả là nốt hai phút tuyệt vời. Đây là điểm ngữ nó quá điểm ngữ tiếp, đây là điểm ngữ chuyển tiếp. Điểm ngữ có hai giải Thiết vấn tiếng cái gì đó là trong trang có tác ghi nhớ này, điệp ngữ có nhiều dạng: điệp ngữ khách quán, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp và điệp ngữ vòng. Nay về miền Nam thương cảm đất mắt, muốn làm con chim hót con nâng mát, muốn làm đó cỏ vương đâu đây. Đã xin câu hỏi trong vòng này, bảo quốc chế vòng 30 phút. Hôm trước mình mới đài mình quát đã cái gì kia. Còn bên kia nghe này cái một cái ngoài thì có khó khổ keng keng. Tiền tiền em xin câu hỏi này trong vòng 30 phút nha, 30 giây. nào thế nào đi ra một vòng trả lời câu này 30 phút nhá. Biết khoảng tầm cách ở giữa trời hình bát hình đấy nên là quyền đấy. Võng mắc trông tranh đường xe chảy, lại đi trời xanh thêm quỳnh chung bát đũa. Người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều vẻ. Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. Trông cho chân cứng đá mềm, trời êm bể lặng mới yên tấm lòng. Ta giao rất là hay. Ngữ điệu bốn, một dân tộc đã gan thất chống ách nô lệ phá hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan thất đến người phía đồng minh của phát xít ở Nga. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Rất hay đúng không em? Và rất chỉ là hay, chí lý. Dạ. Dân tộc tự do. Chúng ta sẽ không tìm hiểu chung về văn nghị luận. Tìm hiểu chung một la mã nhu cầu nghị luận. Ví dụ trong đời sống, em thường gặp các vấn đề và câu hỏi kiểu như dưới đây. Vì sao con người cần phải có bạn bè? Theo em thì như thế nào là sống đẹp? Trẻ em hút thuốc lá là tốt hay xấu và lợi hay hại? B. Gặp các vấn đề hoặc câu hỏi loại đó thì ta có thể trả lời hoặc giải quyết bằng các kiểu văn bản đã học như tự sự, miêu tả, biểu cảm hay không? Đấy. Nên là không thể trả lời hoặc giải quyết bằng các kiểu văn bản
đã học như tự sự miêu tả biểu cảm mà phải dùng lý lẽ và dẫn chứng để lập luận cho sáng sáng rõ, thuyết phục người nghe. Đấy. Để trả lời những câu hỏi như thế thì hàng ngày trên báo chí, qua đài phát thanh, truyền hình, em thường gặp những kiểu văn bản nào? Và hãy kể tên một vài kiểu văn bản em đã biết. Nên là phải dùng phương pháp nghị luận, ví dụ như là ý kiến nêu ra trong cuộc họp, lời phát biểu trên báo chí, các bài xã luận, vân vân. Các bài luận phê bình. Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt, tháng hai là hoa đào, tháng ba là rét nàng bân, tháng tư là mơ đi tắm suối mờ, tháng năm nhớ nhót mận rượu nếp và lá móng. Tháng 6 thèm nhãn Hưng Yên. Tháng 7 ngày rằm khá tuổi Quan Nhân. Tháng 8 là Ngô Đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng chi thu. Tháng 9 là gạo mới chim ngói. Tháng 12. Tháng 10 là nhớ gió bấc mưa phùn. Gió bấc mưa phùn. Gió bấc mưa phùn mình cảm giác rất là. Tháng 1 thì thương về những ngày nhảy mộng con vẫn rầm. Tháng chạp là nhớ chợ Tết. Ví dụ như thế nào, văn bản là chống nạn thất học, nội dung bài văn nêu thực trạng thất học của nhân dân ta và yêu cầu biện pháp chống nạn thất học sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Mục đích ý kiến. Xác lập cho mọi người quan điểm, tư tưởng, ý thức chống nạn thất học. Kêu gọi mọi người cùng tham gia chống nạn thất học. Hệ thống luận điểm. Chỉ cần thiết phải nâng cao dân trí. Kêu gọi mọi người cùng tham gia chống nạn thất học. Luận điểm ấy được thể hiện ở nhan đề chống nạn thất học. Hệ thống luận điểm vì lẽ dẫn chứng. Sự cần thiết phải nâng cao dân trí. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí. Hai là mã là kêu gọi mọi người cùng tham gia chống nạn thất học. Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Và trước hết cần phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.
Lý lẽ xưa dân ta thất học là do chính sách ngu dân của Pháp. Dẫn chứng là thực dân Pháp hạn chế mở trường học, không muốn dân ta biết chữ để dễ bề cai trị. Hầu hết người Việt Nam mù chữ thì đất nước không tiến bộ được. Đúng là Việt Nam thất học. Đúng là Việt Nam thất học. So với số người trong nước là 95%. Nay muốn xây dựng nước nhà, mọi người dân đều phải cấp tốc nâng cao dân trí. Đây, người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ. Phong trào truyền bá chữ quốc ngữ giúp đồng bào thất học trong những năm qua. Người chưa biết chữ cần gắng sức vào cho biết này. Vợ chưa biết chồng bảo, anh chưa biết thì anh bảo. Người ăn người làm không biết nhà bảo. Các nhà giàu có mở lớp dạy học người không biết chữ. Phụ nữ càng cần phải học. Hoàn cảnh ra đời của thương nhớ người hai. Sáng tác trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, tác giả phải sống xa quê hương. Phần 3, tự nhiên mê luyến mùa xuân. Phần 2 là tiếp, mở hội liên hoan. Mở
mà họ liên quan chúng ta được còn lại. Tình cảm của con người đối với mùa xuân. Phần hai là cảm nhận về cảnh sắc và không khí mùa xuân của Bắc. Phần ba là còn lại cảm nhận về mùa xuân sau tầm tháng kia. Đấy. Quê tình chỉ tình yêu trai gái không còn trụm lại chưa tách mở ra. Thể tùy bút văn xuôi chữ tình, phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Đây, tự nhiên như thế ai cũng chuộng mùa xuân, mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió. Ai cấm được trai thương gái? Cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được. Mới hết được mê luyến của dân. Đây là khẳng định tình yêu của con người đối với mùa xuân là tình cảm thiên nhiên, là tình cảm tự nhiên. Nhịp chê sóng đôi non nước bướm hoa, trăng gió trai gái mẹ con, gái còn son và chồng. Điệp ngữ là đừng thương ai cấm được. Đây là khẳng định tình yêu của con người đối với mùa xuân như một quy luật tất yếu.
Thời tiết đây, mưa rìu rìu, gió thì lạnh lạnh, âm thanh là tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, mang nét đặc trưng của đất Bắc. Không khí sinh hoạt thì tiếng trống chèo vọng lại, câu hát thuê tình của cô gái đẹp như thơ mộng. Không khí gia đình đoàn tụ trên kính dưới nhường, trước bàn thờ Phật, thờ Thánh, thờ Tổ tiên, lòng anh ấm lạ ấm nồng. Dạ. Như vậy thì chúng ta nội dung của bài văn là nêu thực trạng thất học của nhân dân ta và yêu cầu là biện pháp chống nạn thất học sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Mục đích là xác lập cho mọi người quan điểm, tư tưởng, ý thức chống nạn thất học. Ý kiến là kêu gọi cho mọi người cùng tham gia chống nạn thất học. Hệ thống luận điểm thì cần thiết phải nâng cao dân trí. Mọi người trước hết cần phải biết đọc, biết chữ Vương ngữ. Ý nghĩa thì đầy đủ, chặt chẽ, có lý, có tình. Nhân chứng là cụ thể, toàn diện, thiết thực mà đồng nghe. Ý nghĩa thì nên là vấn đề quan trọng, to lớn, góp phần đẩy lùi giặc tốt vào cách mạng tháng 8 năm 1945. Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó. Trong đời sống thì khi gặp những vấn đề cần bàn bạc, trao đổi, phát biểu, bình luận và bày tỏ quan điểm, ta thường sử dụng văn nghị luận. Đấy. Như cái gì Như là ngay ngắn new đấy. Tên vào đây này tôi vừa ấy cái phần mềm. đó đây nhé, ổ đây đấy, từ 21 đến 40 này đấy, không là bia tính tên vào đây đấy, tính tên Bài vào văn đây nghị luận phải có luận điểm rõ ràng. đấy, tính tên lên để Đến đấy. tính tên. Nên ta lại phải làm việc đấy à? Bấm muốn nhanh không? Nhanh. Đã tá với đi. Dẫn chứng. Đợi, cái đấy là cố Trần Văn Khánh không? Thì ta cho Đúng cái đây, phần mềm lên nào. đúng Để đấy, ta bảo không? cho. Để tính ở đây 200 cây lên đây, ngoài phức tạp. Bảo nghe Đâu, ngay trước thì gửi đi rồi, cái này thì bây giờ khả năng chậm. ở đây chúng ta bảo cho sao mà là
Thì chúng ta đến phần luyện tập thì câu 1 là cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội. A là văn bản nghị luận. Vấn đề bàn luận và giải quyết là cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội, một vấn đề thuộc về lối sống đạo đức. Tác giả sử dụng khá nhiều lý lẽ, lập luận và dẫn chứng để trình bày và bảo vệ quan điểm của mình. Văn bản trên từ nhân đề đến phần mở bài, thân bài, viết bài đều thể hiện rõ nét tính nghị luận. Đại B, ý kiến này. Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội. Cờ câu mang luận điểm. Đấy. Luận điểm 1 có thói quen tốt và thói quen xấu. Luận điểm 2 là có người phân biệt được tốt xấu nhưng vì đã thành thói quen nên khó bỏ, khó sửa. Đây là bầu không khí thiêng liêng và đầm ấm. Được. Được. Chúng ta cùng thảo luận về nhóm thứ ba. Tìm biện pháp nghệ thuật sử dụng trong các câu sau đều tác dụng sức sống của thiên nhiên và con người, làm cho người ta muốn phát điên lên. Nhựa sống trong người căng lên như máu căng lên trong lồng của loài nai, như mầm non của cây cối nằm yên mãi không chịu được, phải trồi ra thành cái lá nhỏ li ti. Tim người ta dường như trẻ hơn và đập mạnh hơn. Đấy. Y như những con vật nằm thu hình một nơi và chúng ghét thấy nắng ấm trở về thì lại bò ra và để nhảy nhót kiếm ăn, anh cũng sống lại không phát yêu thương thực sự. Thì trong lòng thì cảm như không có biết bao nhiêu là hoa nở. Khoan. Đấy. Bướm ra là mà hộ liên hoa. Đây sử dụng từ ngữ so sánh, nhân hóa đặc sắc, từ ngữ biểu cảm tinh tế, gợi lên sức sống mãnh liệt. Thiên nhiên đây, đào hơi phai nhưng vị vẫn còn phong. Đấy. Cỏ không mướt xanh nhưng trái lại nước một mùi hương man mát. Mưa xuân thay thế cho mưa phùn. Trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng như cánh con ve mới đột thăng bay đi kiếm nhị hoa. Đấy. Thiên nhiên thì đào hơi phai nhưng vị vẫn còn phong. Cỏ không mướt xanh nhưng trái lại nức một mùi man mát hương man mát. Mưa xuân thay thế cho mưa phùn. Trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng như cánh con ve mới nột ong bay đi kiếm nhị hoa. Yêu mùa xuân nhất là sau rằm tháng giêng tạo được một niềm vui sáng sủa. Cuộc sống giữa phương giản dị càng ong với thịt thăn tiệm là lá tía tô bát canh trứng cua bát chanh ăn mát như quạt vào lòng. Đấy, cho vui tạm thời kết thúc
nhường chỗ cho cuộc sống êm đềm thường nhật, đây là giọng điệu sâu lắng từ một thực tế. Nào. Này. À, lý lẽ và dẫn chứng thì lý lẽ là có thói quen tốt và thói quen xấu, có người biết phân biệt tốt xấu nhưng đã thành thói quen nên khó bỏ. Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhiễm thói quen xấu thì dễ. Hãy tự xem lại mình để tạo nếp sống đẹp, văn minh, dẫn chứng. Nào. Thói quen tốt và thói quen xấu, các lý lẽ dẫn chứng. Lý lẽ thì có thói quen tốt và thói quen xấu, có người biết phân biệt tốt xấu nhưng đã thành thói quen nên khó bỏ. Tạo được thói quen tốt là rất khó, nhưng những thói quen xấu thì dễ. Hãy tự xem lại mình để tạo nếp sống đẹp của mình. Ai dẫn chứng đây? Thói quen tốt là dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách. Đấy. Thói quen xấu là hút thuốc lá hay cáu giận, mất trật tự, là tàn thuốc bừa bãi ra cả nhà, vứt rác bừa bãi, ăn chuối xong là vứt tuyệt cả cái vỏ ra ra đường. Những nơi khuất, nơi công cộng là rác bừa, nơi ném chai, cốc vỡ ra đường rất nguy hiểm. Thế là bài viết giải các vấn đề nhờ trên thực tế. Bố cục văn bản này, bố cục 3 phần mở bài có tốt và giới thiệu các thói quen tốt xấu. Phần bài hút nguy hiểm, trình bày các thói quen cần loại bỏ. Đấy. Bài là tạo xã hội, đề xuất các phương hướng phấn đấu tự phát của mọi người. Thứ 4 là văn bản hay biển hồ, là văn bản kể chuyện, đề nghị luận. Dấu hiệu nhận biết văn bản nghị luận, nội dung là bàn bạc về các vấn đề thiết yếu trong đời sống được mọi người quan tâm tranh luận. Mục đích là xác lập cho mọi người tư tưởng, quan điểm, giải đáp những băn khoăn thắc mắc, làm sáng tỏ chân lý và thuyết phục người đọc người nghe. Đấy. Phương thức biểu đạt có luận điểm rõ ràng, có lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục, lập luận chặt chẽ và quan điểm tư tưởng và hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống. Đấy. Trong các tình huống sau thì tình huống nào yêu cầu em cùng phương thức nghị luận này. Quang cảnh lũ lụt ở miền Trung vừa qua, một tấm gương dũng cảm cứu dân trong lũ lụt, cảm nghĩ của em về phong trào vì người nghèo này.
Bức tranh phân cây mới sáng sủa bình dị và thấm áp để tổng kết đây, nghệ thuật sử dụng thể loại tùy bút với dòng cảm xúc trữ tình nồng nàn, nhiều cung bậc, câu văn linh hoạt. Nhiều hình ảnh độc đáo đấy, nội dung thì cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc nước ta được cảm nhận tái hiện trong nỗi nhớ thương tha thiết, biểu lộ chân thực và cụ thể tình yêu quê hương đất nước, sáng biết cuộc sống và tâm hồn tinh tế nhạy cảm. Đây. Chúng ta sẽ cùng chúng ta cùng đến cuối phần rút gọn câu. Tìm hiểu chung như thế nào mới rút gọn câu. Ví dụ đây, một là học ăn học nói học khối học mở. B là chúng ta ăn học học nói học ăn học nói học khối học mở. Nào. Lược bỏ chuyển ngữ. Vì sao chuyển ngữ trong câu này lược bỏ?
2A này, hai ba người đuổi theo nó, rồi ba bốn người, sáu bảy người, Nguyễn Công Hoan. Là chủ ngữ, vị ngữ, và lược bỏ những ngữ. B là bao giờ cậu đi Hà Nội? Ngày mai. Là để lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ. Như thế nào là đúng vậy? Tục ngữ về con người và xã hội. Một, tìm hiểu chung những bài học kinh nghiệm về phẩm chất con người, học tập tu dưỡng mà quan hệ ứng xử là nội dung quan trọng của tục ngữ. Hai là mã đọc hiểu văn bản. Nội dung tục ngữ về phẩm chất con người. Câu một là một mặt người bằng 10 mặt của, hình thức so sánh nói quá. Nội dung. Khẳng định đề cao giá trị con người. Vì con người là thứ của cả quý nhất. Đấy. Ý nghĩa người quý nhân của quý các bộ phận. Câu hai, cái răng, cái tóc là góc con người. Hình thức sử dụng từ nhiều nghĩa. Nội dung khuyên chúng ta hãy hoàn thiện mình từ những điều này. Thể hiện phần nào nhân cách sống. Ý nghĩa răng và tóc. Khi rộng ra là hình thức của mỗi người là sự thể hiện phản ánh phần nào về con người đó, sức khỏe, tính tình và tư cách. Câu 3 là đó cho sạch, tách cho thơm, hình thức đổi ý, đổi ý. Nội dung. Dù vật chất thiếu thốn, khó khăn nhưng vẫn phải giữ gìn phẩm chất trong sạch. Con người phải có lòng tự trọng. Ý nghĩa, dù đói, rách, con người vẫn phải ăn mặc sạch sẽ. Dù nghèo khổ, thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch, không được làm điều xấu xa, tội lỗi. Tục ngữ về
học tập tu dưỡng. Cơ bốn không ăn được mà còn mở luôn. Nghệ thuật vốn về có quan hệ đẳng cấp lập và xung ý với nhau. Dung học cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở. Ý nghĩa là mỗi người đều phải học để mọi hành vi đều chứng minh chứng tỏ mình là người lịch sử tế nhị. Thành thạo công việc tiến sửa không. Thì khi nói hoặc viết thì có thể lược bỏ một số thành phần của câu tạo thành câu rút gọn. Thì thế nào là câu rút gọn? Tác dụng của câu này. Ví dụ, tìm câu rút gọn trong đoạn trích cho biết thành phần nào được rút gọn. Hình cứ hát, hát, hết sức hát. Vào ngực mà hát, há miệng to mà hát, những câu hát. Tiếng hát ngừng cả tiếng cười. Chúc bạn việc việc lược bỏ một số thành phần câu như trên là nhằm mục đích gì? Kết luận và cách dùng câu rút gọn. Ví dụ, sáng chủ nhật trường em tổ chức cắm trại, sân trường thật đông vui, chạy loang quang nhảy dây, trời kéo cò thiếu chủ nữa. Mẹ ơi, hôm nay con được 1 điểm 10. Con ngoan quá, bài nào được điểm 10 thế? Bài kiểm tra ta nhận xét câu trả lời của người con với mẹ. Theo em, nên trả lời thế nào để thể hiện là người con ngoan? Em suy nghĩ đi. Bài kiểm tra tám mẹ. Khi rút gọn câu, cần chú ý điều gì? Luyện tập, bài tập vận dụng, bài tập 1 sách giáo khoa. Nhận xét câu rút gọn trong các câu tục ngữ chỉ ra thành phần được rút gọn và giải thích lý do rút gọn câu. A. Người ta là hòa hoa đất. B. Anh quả như cả dòng câu có tóc vàng. Quy lận ăn cơm tằm nằm tập tương đối và D của bọn chủ ngữ. Cứ bọn chủ ngữ tác dụng câu tục ngữ nêu lên một quy tắc ứng xử cho mọi người nên rút gọn chủ ngữ làm cho câu trở nên có hơn. Bút tới điểm ngang bóng chữ tàn có cây chân đà trên là lá trên hoa nó không rời mũi hiểu và chú nó đã bên trong chậu nhớ nhà nhớ nước đau lòng cuốn cuốc cuốc tức nhà mở miệng cái ra ra chân chân đứng lại trời non nước
một mảnh tình riêng cho người ta. Nhé. Đấy. Thế là của chúng ta thì kết thúc ở đây. Các bạn em về ôn lại bài tập nhé. Ok.